Ừ. Chậu mới như cậu ấy mở. Vừa nãy mới quay ở chậu này, bây giờ sang bên kia rồi. Xuống này cho nó thôi, đừng có giữ căng căng giữ được nguyên cả đổ rồi mà. Khác hơn nhiều. Không, không đổ đâu, nó cũng nguyên thế mà. Anh kê lúc mày nó kê bên một bên như thế. Đúng rồi, bây giờ là phải kê. Kê thì anh phải để lên cao cơ đấy, thấp nó khó làm lắm. Anh phải cho đất nó đều ra, phải cho đất nhỏ đất đều cơ. Tuyệt vời. Đó, nhìn củ này áp trên đều đất. Ôi, vừa nãy để trên cao giờ xuống tấp quay dễ. To đồng chồng chồng đi không anh? Nó có gió nọ đấy này. Nhất là có cái tận nhật đấy, tận nhật. Mà xong tác phẩm quay tiếp. Đấy, trời mẹ. Lại từng cây tàu. Cây này phải có cái phông anh Tân ạ. Có cái phông. Nó nghệ thuật này cơ mà. Thì đấy nó bị sống mà. Đấy, nó đằng sau nó có cái nền đây này, ấy. Cho đây tiền này. Đấy. Đấy thì cũng thế, nó đằng sau nó không có cái gì. Thôi được, nhìn đấy, được. Mày, nhà nó cũ thôi, nhà nó mà ra. Có là đá là để nguyên này chứ anh? Hả? Đá để nguyên này chứ. Đá thì đấy mới làm. Đá mới làm mà. À. Mới làm nhưng mà chưa là làm hết, đấy là thêm chậu đấy xong mới làm lốt. Sau còn màu mè đấy nhỉ, đúng không? Ừ, thấy cũng hay mà, hợp lý đấy. Kinh nghiệm nhỉ? Đã mở hàng cho anh Kiện? Chưa, anh em mở hàng gì đâu. Ai. Có quả bãi này khiếp nhỉ? Là bé tí canh châu này. Tước mai đây. Tước mai. Bến vườn anh lúc nào cũng có cây mới. Anh chị có bán hàng không anh ơi? Đấy. Em khoái canh châu lắm nhé. Cái giấy kia có đi canh châu. Ừ, có đi đẹp rồi. Đẹp, đẹp. Nó cũng phong hồng rồi. Vừa đẹp vừa nghệ thuật. Đẹp. Hơi bé mà nó đang bền ở đây rồi. Con nào anh? Dưới này. Dưới cái bố nó chứ, không sao đâu. Sống ấy cũng hợp lý rồi chứ nhỉ. Nó cũng đẹp mà. Để nó hoa dưới cho nó ăn thật được anh ạ. Để kiếm cái chậu nha. À thay luôn cái này anh. Chỉ thay cái này. Thay thì làm nốt và đã làm được xong rồi. Chiều dài chắc là tầm này. Dài hơn tí rồi. Cái này làm lâu lắm rồi, việc như này. Sáu bươi đi. Làm chục năm. Vâng. Từ cầm cái phôi. À. Kinh á. Chứ cái món này nó lâu mà. 40. Làm 40. 40. Rộng được khoảng 45 được thì tốt. 42 được. Nhìn hơn một tí rồi dễ làm. Rộng rồi. Chậu sẽ mỏng hơn đấy làm ạ. Rộng sẽ mỏng hơn. À. Sướng không? À. Mỏng đứng thành ấy. Thì tốt nhất. Kiếm một cái chậu ấy khó phết đấy. Khó mà. Thế chút lên phải làm đá trước xong rồi chỉnh chậu phối sau. Thôi mang cục phối bây giờ. Mang bây giờ, mang về chứ để đây là đây nhiều ốc nhiều ấy lắm, nó ăn hết mập rồi. Đó, để cái khay nhà lúc nào cho anh nhỉ. Và anh chiều anh em mà lấy, chiều lấy cho nó rộng. Đấy. Nhưng mà mất đấy sao là ba nhà em mà trả về. Móng từ dưới lên. Qua định gọi điện nhưng mà bảo tôi chắc là lại đi mua cây đi kiếm mồi nhá. Đây chứ. Khủng khiếp luôn. Cây châu làm lời lâu lắm, rất lâu rồi, ổn định form này. Ra mặt sau phát xem nào. Cháy thì cái mặt cháy em không ấy. Đấy, mặt này thì nhìn thấy cái rễ lũa này, nghệ thuật này. Giống như cây tàu thật. Tàu nó chuộng món này lắm. Ôi, con ốc đang đánh đu này, kiếp chưa. Bọn tàu nó chơi cái món này nghệ thuật lắm. Cây này chả kém gì.
Bọn tao nó nghiện cái món canh trâu ấy lắm. Nó gọi là tước mai mà. Mà cái này nó lên ảnh đẹp. Nó lá nó đấy nó lại đỏ đẹp lắm. Là mười là nó như là xanh như là nhựa này, nó mới nổi. Bây giờ như này nó đứt rồi. Đúng rồi. Này, tối. Một là lá non, hai là nó sắp rụng. Ừ. Đẹp. Mới cả anh mới sửa nhìn nó không ấy. Cái này bạn nó nhú lên thì đẹp lắm. Mâm nối nước ngoài đấy. Ừ. Vừa thân cốt có vừa nghệ thuật. Nó là những con cục thiện hết. Được. Đẹp đấy. Khó chịu. Bay sớm thôi. Còn là ô à đây rồi đang đi tìm bạn hải sư bạn hải sư của anh béo á. Chà mẹ kinh nhỉ, khiếp nhỉ, sơn liệu. Dưới. Sạch thế nhỉ, nhìn kiểu như gỗ lũa nhỉ. Những cây chết rồi. Ghê chưa. Vào đây thì quay nhìn là không có nền, với lại ở ngoài kia nó lại nắng nó vào. Ở đây là phòng công. Đúng rồi. Hôm nào anh làm cái bức tường này xong rồi cái bức tường ra để cái mảnh. Quên, em phải góp ý với anh Tân đấy, anh Tân ạ. Đó, làm cái đấy cũng được này, một cái à, nền này trắng anh ạ. Không phải alo, một cái miếng vải xanh mà như chụp ảnh thẻ hoặc là vải màu đen được. Đây bác em và mình nhé. Đấy, này đấy, này được. Với lại ở ngoài kia anh làm cái thôi có cái biển, có cái tên số. Số ở đây thì ai chả biết rồi nhưng cho mà. Nó có số mà tí đấy. Đấy. Mảnh vải trắng anh thả rồi. Có cái biển có thông tin thôi. Vườn anh em đặt tên đấy. Mẹ vườn anh em hay là vườn thì mẹ mày. Tí đi người ta còn biết là con anh em ở đây thì ai chẳng biết rồi nhưng mà nhưng mà xa, xa đó, gần đến đấy cái vườn này, có những người ta này. Đi từ miền Nam ra có khi chỉ một thoáng thì người ta chui vào tí biết mai làm cái phong pho vải thì có đấy rồi đấy. Có vải trắng đấy thì nó mới tôn cây lên chứ cái vải xanh không tôn cây đâu nên đấy nó nổi. Chỉ có trắng đen chỉ là nó không lột hẳn lên nhưng mà nó sâu hình nó không nhìn thấy cây, nó không nhìn thấy sâu đen. Nó phải dùng là cái thằng đen này, nếu mà là quay phôi thì nổi. Thằng đen này nói như quay phôi là chết mẹ luôn, đẹp bãi tè. Nếu mà đen mà quay như này xong có cái đen ấy mình dọi vào nó nổi toàn bộ cái cây lên. Cái nền đen sâu thẳm. Đúng rồi. Quên hôm nọ đen chỉ có quay phôi thôi, quay cái đồ mà đồ rồi đen không đẹp. Hôm nọ định bảo định ấy nhưng mà lại quên. Nên có cái đấy sớm. Anh phải thỏa khoảng bá hàng nên để xem chỗ cái căng ở chỗ trước cửa này. Có cái căng đây là chỗ bạn đây. Người ta nhìn mới thấy hết được chiều sâu của cây bởi vì là nó bị nọt sáng nhiều, nó không ấy. Quay kiểu nó cũng sương sương này, nhìn nó cũng bây giờ làm theo kiểu như bọn nó hay làm, nó cái vòng tròn to này xong căng cái mặt trăng cái xong. Đấy. Rất đẹp. Có cái đấy cái bọn hiệu ảnh nó hay có cái đấy. Thì đâu mình ra mình mua cái vòng của đàn phụ nữ hay lắp vào trong có phải căng kín vào đấy làm cái nia được nhưng cái đấy vừa mua hơi khó đấy. Ra chợ đông mua cái lia đấy, cái lia to là vừa đấy, to được cái nó là cái đấy mà. Xong rồi căng vải lên đầu tiết kiệm nữa làm khẩu sắt 6 mà lại nghệ thuật chứ mặt nguyệt luôn rồi. Xong là quét sơn vào được mặt nguyệt này ra sơn nó vào được quét sơn được. Vào thế thôi. Sơn trắng nghe sơn dây này. Nếu mà mặt kia là sơn khác, mặt này là sơn xong khác. Xong rồi chế ra cái giá đặt lên như cái mặt nguyệt kia kìa. Đấy, như kiểu, kia. Kiểu dạng vậy này. Thì không thì công đám lên mua đông thì đừng ngồi giữ. Còn hai ông ngồi giữ cũng được. Đó, thế cái chân thì nó đơn giản. Đẹp đấy. Mấy cây nghệ thuật, hôm nay quay mấy cây nghệ thuật. Mùa này đẹp đấy.
vườn cổng có tên. Không, vườn đâu này. Đánh cho hành cổng luôn. Phải làm cây nghệ thuật quá, toàn cây đẹp. Đấy, nhìn cái cây sơn liễu xa xa kìa. Bàng này. Đấy, một cây bàng cũng rất là lạ này. Sam núi. Đấy. Lại phải dừng hình ở cái ổi này phát cho nó sướng. Cái ổi này quay rồi. Các bạn nếu chưa xem thì xem video trước nhé. Đấy, toàn cảnh của vườn Anh Tân đây. Hôm nay vào đi ra chợ Vạn Phúc nhưng mà không có cây thì vào vườn anh. Vườn anh cũng trong khuôn viên chợ Vạn Phúc thôi. Anh em có gì qua chơi nhá. Đó. Cái tùng này là làm đá hay là như nào anh? Hay là đấy, nguyên? Đang làm à đây chưa xong. Ừ, vừa nãy em nhìn không nhận ra, cứ nghĩ là nó thân lúa. Đấy, làm kiểu như là như thật, thật luôn. Thật dạng. Vừa nãy nghĩ là thân lũa. Thật dạng, dạng thật này là như vậy. À, anh bảo đang làm thì mới biết. Đang làm dở mới làm được một vé. Từ hôm qua mới được một vé, mới làm lốt cho vé bên kia. Chơi suốt ngày, người làm lâu. Chỉ làm cây người ta thì cẩn thận thôi, cây mình cỏ thì chẳng nhổ gì cả. Ướt lá xanh ướt này. Rồi, ok anh cứ triển khai đi. Đấy, nghệ thuật này toàn cây nghệ thuật thật. Nói chung là cái ảnh nó chỉ là 2D thì rất khó. Rồi, ok. Toàn cây đẹp. Cụ nào mê thì phải bỏ ra ngay đi nhé. Yeah.